Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Nữ hoàng tạo phản ứng hóa học của phim ảnh Hoa ngữ sẽ thuộc về Dương Tử, Triều Lệ Dĩnh hay người này? Dù Dương Tử, Triều Lệ Dĩnh hợp tác với rất nhiều nam nghệ sĩ khác nhau trong làng phim ảnh nhưng lại không bằng cô gái này. Vừa qua, cộng đồng mạng đã xôn xao thảo luận và tổ chức một cuộc bình chọn nhỏ trên trang mạng xã hội để xem mỹ nhân hoa ngữ nào tạo phản ứng hóa học mạnh mẽ nhất khi đóng phim chung với các nam diễn viên trong tác phẩm phim ảnh. Dương Tử, nhiều khán giả rất trông chờ vào những bộ phim ngôn tình của Dương Tử, cũng như muốn xem nam diễn viên nào sẽ là chàng trai may mắn, trở nên nổi bật hơn trong làng giải trí phim ảnh hoa ngữ. Bên cạnh đó, cô là một trong những nữ nghệ sĩ tạo phản ứng hóa học có tiếng. Vì đóng cùng với ai cũng đẹp và ngọt ngào như một đôi tình nhân thật, ví dụ như Đặng Luân trong Hương Mật Tựa Khói Sương, Nhậm Gia Luân trong Thiên Kê Bạch Xà Truyền Thiết, cho đến Lý Hiện trong Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương. Lùi về quá khứ, khi Dương Tử chưa nổi tiếng như bây giờ, cô từng hợp tác với Hoắc Kiến Hoa trong bộ phim Kháng Chiến, chênh nhau đến 13 tuổi mà khi họ đứng cạnh nhau vẫn rất đẹp đôi. Đàm Tùng Vận. Rất nhiều người cảm thấy Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương rất xứng đôi vừa lứa trong bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Nhưng nếu lùi lại khoảng thời gian trước khi nữ diễn viên hợp tác với Nhậm Gia Luân trong Cẩm Y Chi Hạ cũng tạo ra hình ảnh ngọt ngào, đẹp mắt. Không chỉ hợp tác ăn ý với các bản diễn lớn tuổi hơn, Đàm Tùng Vận còn có khả năng tạo phản ứng hóa học ngọt ngào khi đóng với các soái ca nhỏ tuổi hơn mình như Tống Uy Long và Trương Tân Thành trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Lưu Hạo Nhiên trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Triều Lệ Dĩnh. Đã nhắc đến Dương Tử, Đàm Tùng Vận thì không thể vắng sự hiện diện của Triều Lệ Dĩnh. Chẳng những có thể ghép cặp với tất cả mọi người, Triều Lệ Dĩnh còn nổi tiếng với khả năng vượng bản diện, giúp các người tin màn ảnh của mình bùng nổ trên màn ảnh. Triều Lệ Dĩnh đã hợp tác với Trần Hiểu trong Lục Trinh Truyền Kỳ, Trương Hàn trong Sam Sam Đến Rồi, Hoắc Kiến Hoa trong Hoa Thiên Cốt. Dương Mịch cũng chính vì phản ứng hóa học quá tốt với bản diện trong các tác phẩm phim ảnh, nên Dương Mịch thường vướng vào những tin đồn phim giả tình thật, nhưng sau đó có cái tên như Hổ Ca, Phùng Thiệu Phong, Lý Dịch Phong. Triều Lộ Tư, dù chỉ đảm nhận vai nữ thứ trong Trường Ca Hành, nhưng Triều Lộ Tư lại gây ra không ngờ. Ấn tượng với người xem vì những khoảnh khắc đi bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Vũ Ninh. Trước khi đến với Trường Ca Hành, Triều Lộ Tư khiến khán giả phải quằn quéo khi đóng cặp với Linh Vũ Hề trong Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn, hay hợp tác với nam diễn viên Lâm Vũ Thân hơn cô 18 tuổi trong Yêu Em Từ Dạ Dày. Chỉ mới đóng 2 lần nữ chính nhưng khán giả cho rằng cô là nữ nghệ sĩ trẻ khiến mọi người chao đảo khi đóng những bộ phim ngọt ngào. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.